Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Bao Chuẩn được biết tới là một nhân vật tiêu biểu đại diện cho hình tượng của các quan viên liêm khiết thời xưa. Cũng bởi vậy mà vị quan này đã trở thành nguồn cảm hứng cho không ít các tác phẩm nghệ thuật từ cổ chí kim. Bên cạnh đó, những nhân vật có cơ hội được kề vai sát cánh cùng Bao Thanh Thiên trong các tác phẩm phim ảnh và tiểu thuyết cũng nhận được không ít sự quan tâm. Tứ đại danh bổ của phủ Khai Phong là Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ cũng nằm trong số đó. Về xuất thân của tứ đại danh bổ phủ Khai Phong, tiểu thuyết Thất Hiệp Ngũ Nghĩa năm xưa đã tóm tắt bằng một vài dòng ngắn ngủi. Nguyên núi này có tên là Thổ Long Can, nơi có giặc cướp ẩn núp, có hai người là Trương Long Triệu Hổ, trước ở phủ Hòa Bàng làm nhà dịch. Sau biết đó là bè lũ Quyến Giang nên không chịu phụ tá, liền bỏ đi rồi tới núi này thu phục Sơn Tặc và Sơn làm chúa tướng. Sau bọn Vương Triều Mã Hán xuống thi, bị Bàn Thái Sư đuổi ra, cả hai bất mãn, lúc về ngang qua núi này thì gặp Trương Triệu, được mời lên sơn trại kết làm anh em. Vương Triều làm anh cả, Mã Hán thứ hai, Trương Long thứ ba, Triệu Hổ thứ tư. Từ những câu chữ trên đây, không khó để nhận thấy bản thân Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Khi xưa người thì chấp nhận đi làm nhà dịch, người thì từng tham gia khoa cử. Điểm chung là họ đều muốn đem sức lực của mình để cống hiến cho Giang Sơn. Tuy nhiên lại bị bè lũ nhà họ Bàn chặt đứt lý tưởng, cuối cùng phải lên núi làm sơn tặc. May mắn thay, lý tưởng của họ chỉ tạm thời đứt gánh giữa đường, cho tới khi gặp được Bao Chuẩn. Mối cơ duyên tương ngộ của Bao đại nhân với tứ đại danh bổ phủ Khai Phong cũng xảy ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Theo đó, năm xưa sau khi bị bãi quan cách chức ở huyện lỵ, Bao Chuẩn trên đường rời đi khỏi nơi này có ngang qua núi Thổ Long Can, liền bị Mã Hán trói đem về trại. Bấy giờ trên núi còn có hai đầu lĩnh là Vương Triều và Trương Long. Tuy nhiên vì chưa gõ danh tính của Bao Chuẩn nên cả ba người liền đem ông trói vào cột. Ngay lúc đó, Triệu Hổ vừa trở về sau cuộc đọ sức với Nam Hiệp Triển Chiêu. Khi Triển Chiêu lên núi, thấy Bao Chuẩn bị trói đã không khỏi thất kinh, liền ra tay cứu ông một mạng. Sau khi biết danh tính của Bao đại nhân, nhóm người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ lập tức cởi trói, đồng thời dập đầu nhận tội. Bao Chuẩn cũng không vì một màn kinh động ban nãy mà trách cứ. Bốn huynh đệ Vương Mã Trương Triệu liền kể về những biến cố trong quá khứ của mình. Những con người ấy cũng từ đó mà quen biết và trở nên thấu hiểu, thông cảm cho nhau. Trong những năm tháng đầu bước trên con đường quan lộ, tuy rằng sự nghiệp của Bao Chuẩn chưa thuận lợi, thế nhưng ông vẫn được Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ xem như quý nhân trong cuộc đời. Mặc dù được xem là những hình tượng đại diện cho chính nghĩa, thế nhưng hầu hết các giả thiết đều cho rằng số phận của tứ đại danh bổ phủ Khai Phong khó có được kết cục tốt đẹp sau khi Bao Chuẩn qua đời. Bởi lẽ trong suốt quá trình phụng sự Bao đại nhân, họ đã đắc tội với không ít các nhân vật quyền quý. Do đó một khi vị quan thanh liêm họ Bao qua đời, những nhân vật này sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc và khó tránh khỏi kết cục bị trả thù. Ngoài ra, một giả thiết khác đã từng đề cập tới kết cục ít bi đát hơn cho số phận của những nhân vật này. Họ sẽ thức thời rời khỏi chốn quan trường nhiều thị phi, sống một cuộc sống bình thường hoặc quy ẩn giang hồ, bằng võ nghệ cũng như nhân phẩm của bản thân. Dù là Vương Triều Mã Hán hay Trường Long Triệu Hổ cũng đều có thể bình an sống đến cuối đời. Đấy có thể là số phận cuộc sống của các nhân vật trong truyện sau khi Bao Thanh Thiên qua đời. Vậy còn cuộc sống của các diễn viên đảm nhận thể hiện bốn nhân vật này trong Bao Thanh Thiên năm 1993, sau thành công của bộ phim cũng như sau 30 năm, thì bây giờ cuộc sống của họ ra sao? Hãy cùng iFlag Profile tìm hiểu về cuộc sống của tứ đại danh bổ phủ Khai Phong này nhé! Cao Niệm Quốc vai Vương Triều. Cao Niệm Quốc là người Đài Bắc. Trước Bao Thanh Thiên, người ta không hề biết đến tên tuổi của nam diễn viên Cao Niệm Quốc, mặc cho ông chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Mặc dù Cao Niệm Quốc từng tham gia một số bộ phim như Vận Mệnh Đào Hoa, Giấc Mộng Ngôi Sao hay Hắc Tường Vi Cầu Hôn, nhưng cho tới khi đảm nhiệm vai Vương Triều, diễn xuất của ông mới được thực sự khẳng định.
Chính vì vậy, vai diễn vương triều đầy khí khái trong phim Bao Thanh Thiên đã đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của Cao Niệm Quốc. Trước đây, Cao Niệm Quốc mong muốn trở thành nhà thiết kế thay vì diễn viên, nhưng vẫn nhận vai vương triều do đạo diễn Bao Thanh Thiên hết lòng nài nỉ bởi cảm thấy ông rất phù hợp với nhân vật này. Tiếc thay, đây cũng là lần duy nhất Cao Niệm Quốc tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ, bởi những tác phẩm sau này của ông đều không thành công như mong đợi. Được biết đến, ông cũng đã từng thử sức với vai trò đạo diễn. Ông từng hợp tác với Lăng Vân, đạo diễn phim Anh Hùng Đói Anh Hùng. Tiếc thay, bộ phim không đạt được hiệu quả như mong đợi. Bộ phim đầu tay của Cao Niệm Quốc đã thất bại thảm hại. Tên tuổi vì vậy mà dừng phai nhạt trong trí nhớ của khán giả. Sau quá nhiều thất bại, Cao Niệm Quốc âm thầm rút khỏi làng giải trí. Từ năm 1994, người ta không còn thấy hình bóng Cao Niệm Quốc trong làng giải trí nữa. Cuộc sống hiện tại của ông cũng không được truyền thông nhắc tới. Từ Hanh vai Mã Hán. Từ Hanh tên thật là Từ Kiến Vũ, sinh năm 1964, là diễn viên có tiếng một thời của Đài Loan. Từ Hanh có một tuổi thơ không may mắn, bố mất sớm, nhà nội không thừa nhận. Năm 12 tuổi, mẹ Từ Hanh đi bước nữa, ông phải ở nhờ nhà người thân, mỗi nơi đều ở một thời gian ngắn. Năm 1980, Từ Hanh gặp được Trần Cương Tính, lúc bấy giờ là giám đốc nghiệp vụ của Đài Hoa Thị. Và chính cuộc gặp gỡ định mệnh này đã đưa anh đến với showbiz. Bước ngoặt đến với sự nghiệp khi Từ Hanh nhận vai Mã Hán trong bản Bao Thanh Thiên năm 1993. Năm 1980, ông may mắn được giúp đỡ và bắt đầu dấn thân vào showbiz với nhiều vai trò là diễn viên, ca sĩ và MC. Từ Hanh đảm nhận vai Mã Hán từ tập đầu tiên. Nhờ vai diễn này, sự nghiệp của ông phất lên như diều gặp gió. Năm 1995, ông được tôn vinh tại hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc của giải Chu Vàng. Năm 2006, Từ Hanh nhận được giải thưởng Kim Chung cho danh hiệu nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện ấn tượng trong Tình Đầu Khó Phai. Không chỉ được biết đến là diễn viên có tâm với nghề, Từ Hanh còn nổi tiếng là một người đàn ông hoàn hảo, không đam mê rượu chè, thuốc lá, bài bạc. Ông chọn đóng phim làm niềm vui và đầu tư không ít tiền của mình vào lĩnh vực giải trí. Thế nhưng, công việc kinh doanh của Từ Hanh không suôn sẻ như mong đợi. Đầu tư đến đâu thua lỗ đến đó khiến ông phải tuyên bố phá sản vào tháng 5 năm 2012 và gánh trên vai món nợ 50 triệu đài tệ, tương đương 37 tỷ Việt Nam đồng. Từ đó, thông tin về Từ Hanh cũng ít được báo chí nhắc đến. Dương Hồng vai Trương Long. Nam diễn viên sinh năm 1953, có tên thật là Dương Tông Hàn, một ngôi sao cao lớn và cơ bắp. Nhờ đam mê luyện tập thể thao cũng như bộ môn thể hình, sau thành công của bộ phim Bao Thanh Thiên, Dương Hùng nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Mỗi tập phim Bao Thanh Thiên, Dương Hùng thu được 15.000 nhân dân tệ, tương đương 50 triệu một tập phim. Nhưng cũng sau vai diễn Trường Long, Dương Hùng mất hút trên màn ảnh để theo đuổi đam mê trở thành huấn luyện viên thể hình. Ông mở phòng tập để kinh doanh thêm nhưng bị đối tác lừa đảo mất trắng, đến nỗi phải nhận lời đóng phim cấp 3 để kiếm tiền trang trải nợ nần. Trong thời điểm khó khăn nhất, cả gia đình 5 người của Dương Hùng phải sống trong căn hộ chật hẹp chỉ vỏn vẹn 10m2. Ông chia sẻ, lúc đó phải xin lỗi vợ và mong bà đồng ý đóng phim nóng. Tôi còn đáp ứng với cô ấy yêu cầu không được phép lộ phần nhạy cảm trên màn ảnh. Vợ cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên đồng ý. Tôi hiểu đó là sự hy sinh lớn của cô ấy. Một năm ông quay hơn 10 bộ phim nóng và có đủ tiền để trả nợ. Hết nợ nần tôi cũng không nhận các kịch bản dung tục nữa, nam diễn viên chia sẻ. Dương Hùng hiện sống ở thôn nhỏ tại khu Trung Hòa, Đài Loan. Chưa hết xui xẻo, năm 2009, Dương Hùng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng. Toàn bộ tài sản tích góp của gia đình đổ hết vào tiền viện phí để trị chữa cho ông. May mắn những năm gần đây, bệnh tình của Dương Hùng thuyên giảm, sức khỏe cũng ngày một khá hơn. Ông được vợ khích lệ chuyển hướng sang hoạt động trong lĩnh vực chính trị và hiện là trưởng thôn Đông Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc. Thiệu Trường Sâm vai Triệu Hổ. Nhắc đến Thiệu Trường Sâm, có lẽ bất kỳ khán giả Đài Loan nào cũng biết đến anh.
bởi sức lan tỏa tên tuổi của ngôi sao này quá lớn vào thập niên những năm 1990. Ngoài vai diễn Triệu Hổ, ông còn quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ và được yêu mến thông qua nhiều bộ phim khác như Nhạc Phi Truyện, Thiếu Lâm Tự, Nhất Đại Nữ Vương Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên, ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, Thiệu Trường Sâm bất ngờ rút khỏi làng giải trí khiến truyền thông lẫn công chúng vô cùng bất ngờ. Nhiều tin đồn cho rằng ông từng hợp tác với Cao Niệm Quốc thành lập công ty thiết kế nội thất, song thông tin này vẫn không được xác nhận và các giới truyền thông cũng có rất ít thông tin về ông. Bạn nghĩ sao về cuộc đời của các diễn viên trong vai bộ tứ danh bộ Phụ Khai Phong? Hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nếu thích video này thì hãy để lại một like và một subscribe nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.